Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mạc. Lạy Chúa, lạy Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe được Thánh sử Matthew khởi đầu bằng câu: Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, và rồi được Ngài kết thúc bằng câu: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Câu kết ấy thấy sự Matthew trích từ sách Isaiah mà ra. Khởi đầu và kết thúc như thế, thấy sự Matthew muốn làm nổi bật cho chúng ta thấy điều gì? Thánh sử Matthew muốn làm nổi bật cho chúng ta thấy một chủ điểm quan trọng, đó là qua việc Giáng sinh của Chúa Giêsu thì Thiên Chúa đã hiện diện với chúng ta, đã hiện diện với nhân loại một cách mới mẻ, một cách đặc biệt. Nghĩa là Thiên Chúa không chỉ còn hiện diện với chúng ta qua việc sáng tạo hay qua quyền năng nâng đỡ để công trình sáng tạo được tồn tại. Rồi Thiên Chúa cũng không chỉ hiện diện với chúng ta qua lời của Ngài trong Kinh Thánh, mà giờ đây với việc Chúa Giêsu Giáng sinh, Thiên Chúa hiện diện một cách đặc biệt, hiện diện qua chính Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng mang lấy xác phàm như chúng ta, trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, để làm gì? Để ở gần với chúng ta, ở bên chúng ta, ở giữa chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên Thiên Chúa đã ở với chúng ta một cách độc đáo như vậy. Yêu ai
thì muốn ở gần với người đó. Chúa yêu chúng ta, Chúa muốn ở giữa với chúng ta bằng xương bằng thịt như vậy. Và nếu chúng ta ý thức được điều đó, nếu chúng ta cảm nghiệm được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Và cái cách thế thì hiện diện ấy của Chúa, của Thiên Chúa, cũng là bài học cho chúng ta. Yêu ai không chỉ là quan tâm đến người đó, nhưng còn phải là ở với người đó nữa. Đáng tiếc là nhiều khi chúng ta quên mất điều này. Có câu chuyện kể về một người cha và một đứa con trai của người cha ấy như sau. Một hôm ông đi làm về rất muộn và cũng rất mệt mỏi rồi. Vừa về đến cổng thì ông đã thấy cậu con trai của mình mới 5 tuổi thôi đứng ngóng chờ đó không biết từ bao giờ. Thấy cha về, cậu bé vui mừng lắm. Cậu bé chào cha. Rồi vừa nghe lời chào cha xong thì cậu ngay lập tức hỏi cha: "Ba ơi, ba đi làm mỗi giờ được bao nhiêu tiền vậy?" Người cha trả lời: "Được 10.000 con ạ." "Được 20.000 con ạ." "Vậy ba cho con mượn ba 10.000 nhé." "Tại sao con lại hỏi mượn tiền ba? Con không biết rằng suốt ngày ba vất vả, ba cũng chỉ kiếm được gần 200.000 để lo cho cả gia đình." Cậu bé tiếp tục nài nỉ: "Nhưng mà con cần lắm ba." Người cha cảm thấy khó chịu, vừa vì mệt mỏi, vừa vì thấy cậu bé mới 5 tuổi lại hỏi mượn tiền. Nhưng ông muốn nghỉ ngơi, ông đành rút ra 10.000 đưa cho đứa con trai. Nó sung sướng cầm lấy, rồi nó chạy ngay vào phòng riêng của nó, đem thêm ra một số tờ tiền lẻ nữa. Và nó sung sướng nói với cha nó thế này: "Ba ơi, giờ đây con đủ tiền rồi, con có 20.000 rồi. Ba có thể cho con mua ba một giờ của ba được không? Ba có thể bán cho con một giờ của ba được không? Thay vì ba đi làm một giờ để kiếm 20.000 đồng, giờ đây ba hãy nhận lấy 20.000 đồng của con để ở nhà với con một giờ. Con muốn được ba ở với con lắm." Nghe xong cô nói: "Con muốn được ở với ba lắm, ba hãy ở với con một giờ." Bỗng dưng khóe mắt của người cha nhỏ những giọt lệ. Ông mới chợt nhận ra rằng ông yêu quý con, nhưng vì mải mê công việc, ông đã lãng quên ở bên cạnh con mình. Ông mới chợt nhận ra rằng đứa con mình nó cần mình hơn cần tiền, mà bấy lâu nay mình lại không dành cho điều mà nó cần. Thực ra không chỉ một đứa trẻ nhỏ, người lớn cũng cần như vậy. Có biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ chỉ vì người chồng và người vợ quá chú tâm vào công việc làm ăn mà quên mất thời giờ dành cho nhau một cách đích thực, ở bên nhau một cách đích thực. Quên những cái vỗ về, quên những cái vuốt ve, quên những lời động viên và thời gian lắng nghe, chia sẻ. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa ở với chúng ta để nói chuyện với chúng ta, để nghe chúng ta nói, để yêu thương, để vỗ về, để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn chúng ta.
Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của mùa vọng để cử hành đại lễ Chúa Giáng sinh. Là con cái của Chúa, chúng ta cũng phải nên sống Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết nên giống Chúa bằng cách mở lòng mình ra với người khác, với vợ, với chồng, với cha mẹ, với con cái, với hàng xóm láng giềng, với đồng nghiệp và với mọi người. Mở lòng ra để đến với nhau, mở lòng ra để ở bên nhau. Hầu chúng ta có thể sưởi ấm tâm hồn nhau, sưởi ấm cuộc đời nhau, như chính Chúa đã đến để sưởi ấm tâm hồn và cuộc đời mỗi người chúng ta. Cầu mong mỗi người chúng ta học nơi Chúa bài học thần hữu ích ấy. Amen.